Chiều nay em đi câu cá và mang cá theo bắt cua. Làm sao cho được cá cá về cho má nấu canh chua. Ô kìa con cua, ô kìa con cua, đừng la lên nó chui xuống hàng, đừng la lên nó chui xuống hàng. Chiều nay em đi câu cá và mang cá theo bắt cua. Làm sao cho được cá cá về cho má nấu canh chua. Ô kìa con cua, ô kìa con cua, đừng la lên nó chui xuống hàng, đừng la lên nó chui xuống hàng. Chiều nay em đi câu cá và mang ra theo bắt cua. Làm sao cho được cá cá về cho má nấu canh chua. Ô kìa con cua, ô kìa con cua, đừng la lên nó chui xuống hàng, đừng la lên nó chui xuống hàng. Chiều nay em đi câu cá và mang ra theo bắt cua. Làm sao cho được cá cá về cho má nấu canh chua. Ô kìa con cua, ô kìa con cua, đừng la lên nó chui xuống hàng, đừng la lên nó chui xuống hàng. Nhanh nhanh qua ngã ba ngã tư đường phố, xe máy chạy theo sau nối đuôi nhau.
cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4 hít thở, hít thở, hít thở. Tay đưa cao lên trời, tay dang ngang bờ vai, tay song song trước mặt, buông cả hai tay. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4 hít thở, hít thở, hít thở. Tay đưa cao lên trời, tay dang ngang bờ vai, tay song song trước mặt, buông cả hai tay. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4 hít thở, hít thở, hít thở. Tay đưa cao lên trời, tay dang ngang bờ vai, tay song song trước mặt, buông cả hai tay. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4 hít thở, hít thở, hít thở. Tay đưa cao lên trời, tay dang ngang bờ vai, tay song song trước mặt, buông cả hai tay. Tay đưa cao lên trời, tay dang ngang bờ vai, tay song song trước mặt, buông cả hai tay.